bởi vì là mùa hè đấy, nhà con đi bán đồ chay, ở đồ chay mà trong mấy tháng hè á, vâng, đi đi xa lắm, mà 600-700 cây số liền. Dạ vâng, vì con hỏi về ngồi thiền mà, bởi vì chúng con bán hay vào ngày cuối tuần á, nhưng mà chúng con không có thể tới trung tâm ngồi thiền, nhưng mà sau những ngày chúng con đi bán hàng về, chúng con ngồi ngày ngồi đêm ở nhà có được không? Được, được, được. Dạ, Ok. Nếu phải đi làm sinh nhai thì nói cho họ biết. dạ. Quý vị mà làm contact person á, có nghĩa là Dạ. liên lạc viên á, cũng Vâng. phải tùy nghi sử dụng, đúng Dạ, chưa? dạ. Nhiều khi ta con cái nhỏ người ta đi không được, người ta Vâng. sống một mình với con hoặc là một mình với chồng thì không được. Đi rồi chồng ai coi. Bỏ chồng ta lụm mất sao. Bỏ con thì sợ xã hội họ trách đó. Bỏ chồng thì sợ bà hàng xóm bà thấy Dạ thưa sư bà phụ, con không coi sợ, sốc bỏ chồng con không sợ. Ok. Thì nếu mà mình phải vì sinh nhai hoặc là hoàn cảnh hoặc là công việc không thể đi cộng tu được á, thì nói cho liên lạc viên biết là tôi ở nhà tôi có ngồi thiền từ mấy tiếng tới mấy tiếng vậy đó, chị anh giúp giùm đó, tôi phải đi bán kiếm tiền hoặc là tôi phải coi sóc con cái, hoàn cảnh tôi như vậy đó ha, thì quý vị lượng xét giùm ha, tôi có ngồi thiền đều đặn mỗi ngày mấy giờ mình nói vậy đó, ví dụ vậy đi ha, thì họ biết. Ok. Vâng, con liên cảm lạc ơn sư viên phụ. liên lạc viên cũng phải tùy 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 hoàn cảnh người ta mà xét xử ha. Có gì nữa không? À, dạ có sư phụ. À, con cũng muốn hỏi sư phụ á, con hai chồng con với hai chồng chị con rất thích làm đậu hũ, mà bán cho người ta rất là thích ăn, nhưng mà tụi con chỉ làm ở nhà thôi chứ không có mở tiệm. Rồi. Rồi con muốn hỏi sư phụ á, chúng con muốn mở một cái tiệm chay như vậy á, mà đồng tu, khi mà con hỏi đồng tu thì cũng có nhiều người cũng như cho con mượn tiền á, tại vì hiện giờ tụi con đang mua nhà cho nên tụi con không dám làm. À, sư phụ thấy cho con ý kiến, tụi con có nên làm không sư phụ? Làm gì? Mở một cái tiệm chay á sư phụ. Tiệm chay là tiệm đồ ăn chay á hả? Dạ tiệm đồ ăn chay sư Nhưng mà ở phụ. đó có nhiều người ăn không? Ở đó hả? Lớn Ở không? ở tỉnh con ở thì lớn sư phụ, nhưng mà không biết được á là có mấy cái tiệm bán toàn là rau cải không à. Rau cải không á, cũng như dành cho những người vegetarian vậy á, không có nấu, chỉ có rau cải cùi mui giờ với khê giờ thôi, mà người ta mở tới mấy cái tiệm lận. Trời ơi. Dạ. Khi giờ không còn mấy cái tiệm. Ok. I don't know. Cho mượn chừng bao nhiêu vậy? Con cũng không biết nữa sư Không phụ. biết mà dám mượn. Gan cùng mình hả? Tại vì tụi con mắc kẹt mua nhà mới đây cũng 5 năm mới sư phụ, tụi con còn nợ cái nhà cho nên tụi con không dám. Nợ bao nhiêu? Nhà thì nợ không phải trả liền, cũng như từ từ mỗi năm tụi con trả góp với sư phụ. Còn bây giờ bán đậu hũ đủ trả không? Đậu hũ thì tụi con không có bán thường, tại tụi con không có quảng cáo nhiều. Biết rồi, nhưng mà ở nhà làm việc gì để trả nợ vậy? Tụi con, ông xã con mới thất nghiệp đây 1 năm thôi sư phụ, Gì hả? còn trước đó thì có đi làm. Đó. Bây giờ thất nghiệp làm sao trả tiền? Thất nghiệp thì tụi con vẫn sống giá đủ tiền vậy đó, không tụi con không có xài phung phí nhiều sư Hiểu phụ. rồi, ok. Thì thôi tiếp tục làm vậy đi, đừng nợ nần ra thêm, rồi mai mốt làm sao trả cho hết. Dạ cảm ơn sư À, phụ. ví dụ nó không làm việc không được làm sao? Dạ. Nhưng mà mấy đồng tu đó, nếu họ muốn kinh doanh á, hiểu không? Dạ. Nếu mà họ muốn kinh doanh á, thì bỏ hùn tiền ra làm. Nếu mà Dạ. họ muốn kinh doanh, thì Dạ. nghĩa là lời ăn với nhau, lỗi chịu nhau thì được Dạ. hả, Dạ. chứ mình mượn là mình để gánh trách nhiệm trên vai đó, rủi mình làm không thành công á, Dạ. tiền trả không hết rồi buồn mọi người, hiểu chưa? Dạ dạ. Thì những người nào mà muốn kinh doanh với nhau mà muốn như vậy á, thì hùn lại làm với nhau được. Ok. Dạ. Còn nếu Cảm. không muốn thôi đừng có mượn tiền người ta, mượn thì dĩ nhiên đồng tu họ cho, đồng tu mình rất là kêu bằng rất là rộng rãi hả, Dạ. tin tưởng nhưng mà phải lượng sức mình, hiểu chưa? Dạ. Còn nếu đồng tu họ muốn làm thì mỗi người chung vô làm. Không Dạ, rồi em cảm ơn sư phụ. à, có chứ. Với con có cái câu hỏi nữa sư phụ ơi. Cũng như trước khi mà con chưa có lấy chồng, chưa có con á, con có thể nghiệm đầy đủ lắm, ánh sáng, âm thanh. Khi mà thiền cũng có lúc mà cũng có nghe mùi hương sư phụ á, giống như đồng tu khác kể vậy đó. Nhưng mà sau từ ngày con lập gia đình xong có con xong mất hết rồi sư phụ.
À, chúc mừng hả? Nhưng mà con biết được á, khi mà con có chuyện gì á, con ngồi con cầu sư phụ á, thì giống như giữa con với sư phụ bên trong thông với nhau, sư phụ cho con biết câu trả lời á. Chứ con cũng biết được là mình mẫn cảm hơn hồi xưa nhiều sư phụ. Dạ. Chỉ chừng nào có vấn đề gọi sư phụ mà đâu lo gì tu hành chi mất công ha. Có thí nghiệm gì đâu mà kệ đó, chừng mình gọi sư phụ có liền là được rồi ha. Dạ. Vậy không có sao đâu hả sư phụ? Không có sao đâu. Sao gì đâu, để sư phụ làm hết cho. Sẵn việc sư phụ ngồi thiền giùm luôn. Sư phụ có thí nghiệm giùm luôn. Ok. Rồi có chuyện gì mà thất bại gì đó sư phụ ủng hộ giùm luôn. Sao gì đâu. Có sao không? Dạ không. Không có sao đâu, còn sống nha. Một lần nữa con xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Không có gì. Con không có ngờ được cả gia đình con theo sư phụ tu hết sư phụ. Very good. Dạ, cảm gia ơn đình là ai đâu, kể ra coi. Ba con, má con, chị con, em. Ba con. Má, chị em đâu ở đây hết không? Dạ có ở đây hết đó sư phụ. Đâu giơ tay lên coi coi. Dòng xã luôn đó sư phụ. Ôi trời, ông xã giỏi vậy đó. Rồi, cảm okay. ơn sư phụ rất nhiều. Không có sao dạ. đâu, thôi kệ đi, được sao hay đấy hả? Dạ. Có cảm chuyện ơn. Gì kêu sư phụ mà đâu có lo đâu. Dạ, cảm ơn sư phụ. Vậy hả? Mất thí nghiệm mà được chồng, rồi được ông già, bà già chồng, rồi được con nữa, chui rồi 4-5 người còn đòi gì nữa hả? 4-5 người Bồ Tát nữa, hiểu chưa? Hồi ráng